kính thưa quý vị và các bạn bảo vệ môi trường không phải chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân hay tập thể nào đó mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội gia đình hãy là nơi tốt nhất để rèn luyện các thành viên nhỏ tuổi có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ như không xả rác bừa bãi nơi công cộng có ý thức gìn giữ cảnh quan trong cộng đồng câu chuyện truyền thanh Chuyện ở công viên của tác giả Trần Kim Hằng mà chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả trong chương trình hôm nay như một lời nhắc nhở để hướng đến một môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Bây giờ, mời bà con cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Kim Liên, Giai Dì Năm, Phạm Phong, Giai Chú Hùng, Tường Duy, Giai Tuấn, Thành Thúy, Giai Liên, Kim Cương, Giai Mai, Quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn cảnh tại một công viên thời gian vào buổi chiều vì năm công nhân vệ sinh đang quét dọn thiệt là quại luôn cứ hễ đến ngày nghỉ là công viên này ngập đầy rác quét muốn xỉu luôn ờ à, mà nếu không có rác thì công nhân vệ sinh như mình á làm gì có chuyện để làm chứ lúc ấy thất nghiệp là cái chắc thôi kệ gán mà làm vậy Dạ, chào dì Năm. Ủa, cậu Tuấn, chạy bộ buổi chiều hả cậu? Dạ, bữa nay á, à, sao công viên nhiều rác quá vậy gì? Dạ? Cứ đến ngày nghỉ cuối tuần là rác tùm lum ở đây hả cậu ơi? Riết rồi á, tôi cũng thấy bình thường. Nhưng con á, thì thấy bất bình quá hả? À. Biết bao giờ thì ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của người dân mình mới phát huy để cho đường phố sạch đẹp, văn minh hơn và những công nhân vệ sinh á, cũng đỡ vất vả phần nào. Lúc ấy hết rác á, thì tụi tôi thất nghiệp à cậu. <laughs> Dì nói à, nghe vui quá à. Thôi, để con à, giúp dì một tay. Thôi, cậu cứ lo chạy bộ đi. Tôi làm mà cậu. ý, ý giơ tay cậu hết rồi kìa. Có gì đâu dì ơi. Dì quên á là thanh niên tụi con cũng hay ra quân làm vệ sinh môi trường ở đây hoài sao. À, tôi nhớ rồi. Cũng nhờ có những lần ra quân như vậy á mà công nhân tuổi tôi cũng đỡ mệt phần nào đó cậu. Để con đẩy cái thùng rác này lại đằng kia giúp dì nha. À à đẩy lại đằng kia rồi cậu tiếp tục chạy bộ đi còn một góc tôi quét một chút là xong hà cảm ơn cậu nhiều nghe cậu tuấn dạ không có gì lát sau mai và liên trong bộ đồ thể thao đi tới trên tay xách nhiều thứ thức ăn đến một chiếc ghế đá mai và liên cùng ngồi rồi bày thức ăn ra ngồi đây nè liên ơi ôi bộ có một chút mà mỏi cái chân rồi thêm đói cái bụng nữa Bởi vậy tao mới mua thức ăn đem theo nè Ê mua gì vậy Trời ơi hấp dẫn quá đi Nào là trà sữa bánh tráng trộn rồi xúc xích chiên nữa Ôi cảm ơn bạn Hiền đã hiểu ý mình nha Khỏi cảm ơn Mai tới lượt mày mua lại là được rồi Không thành vấn đề Bây giờ nhập tiệc đi thôi Ê Chiều nào cũng đi bộ, rồi ăn uống kiểu này. Chắc tao với mày mau thành bà mập cho coi á. Sợ mập thì chạy bộ cho giảm cân. Đi một hơi là thấy đói bụng, rồi lại ăn. Ăn rồi lại sợ bị mập, nó lại đi. Nó lập đi lặp lại hoài như vậy đó, cho tới hết tuần luôn. Thôi đi bà ơi, sợ mập thì để tao ăn một mình cho. Không dám đâu mà nghe. Cứ ăn cho đời tươi trẻ, chuyện mập ốm tính sao. Ê, sao lại quăng dưới đó? Đem vô bỏ thùng rác đi mày. Cái bà quét dọn vệ sinh ở công viên này á, khó lắm mà. Mày quăng tùm lưng một hồi bả thấy á, là bị la cho coi. Nhưng tao đâu có thấy thùng rác, thì biết bỏ rác chỗ nào. Ủa, ai đẩy thùng rác đi mất tiêu rồi cà. Thôi, đem nhét xuống dưới miệng cống đằng kia, cho đường ai thấy là được. Có sáng kiến rồi nha. Nè cháu gái, cháu bỏ quên cái gì kìa dạ cháu có bỏ quên cái gì đâu chắc chú nhầm ai rồi đó không có nhầm đâu chính xác món đồ này là của cháu vì chú vừa thấy cháu bỏ quên trên miệng cống này mà nè nhặt lại đi ừ, chú chú nói cái bột này hả đó là những thứ đã qua sử dụng sau chú còn kêu cháu nhặt lại rác chứ cháu bỏ rác không đúng chỗ nên chú mới kêu cháu nhặt lại để bỏ rác đúng nơi quy định đó cháu hiểu rồi chứ Ủa có chuyện gì vậy Liên? mày nghĩ coi tao đem bỏ rác mà chú này kêu nhặt lên làm sao sao chú lại kêu bạn của cháu nhặt lên lát nữa sẽ có người quét rác tới thu gom mà chú thôi mình lại chỗ nãy ăn uống tiếp đi mấy cháu quay lại và nhặt hai cái hộp này rồi tìm đúng thùng rác mà bỏ vào nếu không thì chú sẽ kêu người đến xử phạt các cháu đó xử phạt trời ơi đấy là lần đầu tiên cháu mới nghe đó thôi kệ ông mình cứ đi đi Nè nè, các cháu đã có hành vi xả rác nơi công cộng Các cháu không thấy xấu hổ vì việc làm của mình hay sao? Có gì đâu mà phải xấu hổ chú Cháu thấy mọi người tới đây hoặc đi ngang qua đây Đều dứt rác bừa bãi mà có thấy ai nói gì đâu Tụi cháu chỉ dứt có hai cái hộp xuống miệng cống mà Mà chú lại rầy la tụi cháu Chú thấy tụi cháu còn nhỏ nên uy hiếp phải không? Chú nói thiệt chứ không uy hiếp gì hết nếu các cháu không chịu nhặt hai cái hộp đó lên chú sẽ không cho các cháu đi đâu hết chú định hành hung tụi cháu hả cháu sẽ la lên cho mọi người biết hết bớ 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 người ta có người hành hung nè mày la nhỏ xíu à nghe tao la nè bớ bớ người ta bớ người ta nè 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 mấy cháu sao mà ngang ngược quá vậy hả ủa anh hùng có chuyện gì vậy anh gì ơi chú này tính hành hung tụi cháu đó gì Thôi thôi, đi mau, kẻo rắc rối bây giờ mày. Chuyện là gì nè cô Năm, hai cháu này bỏ rác xuống miệng cống, tôi ngăn cản lại và bắt tụi nó nhỏ phải nhặt lên. Vậy mà tụi nó là nó nói tôi hành hung đó cô. Ủa, Liên, Mai, hai em đang làm gì ở đây vậy? Dạ, tụi em chạy mộ thôi, chứ có làm gì đâu anh hai. Còn cháu nữa hả, mấy đứa là hay tụ tập đến đây ăn uống, rồi quăng rác bừa bãi. Dì đã nhắc nhở mấy lần rồi mà cũng không sửa đổi gì hết hà. Tụi cháu có sửa đổi đó chứ. Lần này bỏ xuống cống chứ không có quăng bừa bãi trong công viên đâu gì. Quăng xuống cống còn tệ hại hơn là bỏ trên mặt đất nữa đó. Biết không? Rác thải sẽ lấp hết miệng cống. Khi có mưa, nước sẽ không thoát được. Và khi đó thì đường xá sẽ bị ngập lên lan nghe không? Chuyện của dì là quét rác. Mà sao dì cứ la không cho tụi con bỏ rác? Làm sao? công viên là nơi công cộng ai tới đây cũng đều xả rác tùm lum hết chứ có riêng gì tụi con đâu trời đất ơi mấy đứa này xả rác bừa bãi còn cự lại nữa hả mấy đứa có im đi không đã sai mà còn cố cãi nữa hả nè hai cháu nhiệm vụ của vì năm là quét rác nhưng không vì ý vào có người quét rác mà mọi người cứ vô tư xả rác bừa bãi đầy ra đó công viên là nơi công cộng để cho mọi người đến đây thư giãn tập thể dục nếu ai nấy đều xả rác thì còn gì là không khí trong lành nữa chứ chú hùng nói đúng đó mấy đứa chính chúng ta chứ không phải ai khác đã làm cho sự ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng mấy đứa cũng từng tham gia các buổi ra quân làm cho thế giới sạch hơn sao lại không có chút ý thức gì hết vậy hay là mỗi lần như vậy chỉ là để làm cho vui làm cho lấy có chứ gì dạ em sao anh hai không bên người nhà mà bên người ngoài không vậy hồi nãy Chú này còn đòi xử phạt tụi em nữa đó Chú ấy nói đúng Theo luật bảo vệ môi trường Tài khoản C điểm 1 điều 20 Của nghị định số 155 Trên 2016 NDCB Quy định về xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Hành vi dứt thải rác thải sinh hoạt Trên dĩa hè, đường phố Hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị Hoặc hệ thống thoát nước mặt Trong khu vực đô thị Sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đồng đó Trời ơi, Sao phạt nặng dữ vậy? Ê Mai, có vụ phạt như vậy nữa sao? Rồi rồi biết lấy tiền đâu ra mà đóng? Nếu biết sợ không có tiền đóng, thì phải nhớ đừng có vi phạm xả rác bừa bãi nữa nghe. Vì la rầy nhắc nhở mấy đứa là để cho mấy đứa có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Chứ việc quét dọn, vì vẫn làm thường xuyên để cho đường phố sạch đẹp hơn. Vì có nề hà gì đâu. Việc xử phạt là nhằm để răng đe và giúp cho mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật từ một việc nhỏ là không xả rác bừa bãi nơi công cộng mà các cháu còn làm không được thì xử phạt các cháu là đúng rồi vậy là tụi em bị phạt thiệt hả anh hai ừ chẳng lẽ anh nói dối tụi em pháp luật có văn bản rõ ràng nè không tin á thì mấy đứa cứ tra cứu thông tin sẽ rõ hơn mà nhưng nếu các cháu biết sửa đổi hành vi sửa đổi thói quen dứt rác bừa bãi thì có thể chỉ cảnh cáo lần này thôi có nghĩa là nếu tụi cháu khắc phục thì sẽ không bị phạt hả chú? Đúng vậy. Các cháu thấy sao? Dạ dạ. Vậy để tụi cháu ra nhặt rác lên và bỏ vào đúng nơi quy định. Vậy phải được không nè? Các cháu làm như vậy là dễ thương lắm đó. Đây chỉ là những mẫu rác nhỏ. Các cháu còn có thể nhặt lên được. Nhưng còn những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Chú mong các cháu cũng nên tìm hiểu cho biết. Đằng sau này khi lớn lên ra đời làm việc, các cháu cố gắng đừng có vi phạm để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các cháu có đồng ý không? Dạ, cháu cảm ơn chú đã tận tình chỉ dạy. Cháu xin lỗi chú về chuyện lúc nãy. Thôi, không có gì đâu cháu. Thấy tụi cháu biết nhận ra cái sai mà sửa đổi là chú vui rồi. Mấy cháu thấy đó, cảnh quan xanh sạch đẹp, không khí trong lành như hiện giờ, còn hơn là thần dược nữa đó. Dạ, con con cũng xin lỗi dì Năm. Các con đã biết sai mà sửa là tốt rồi. Mai mốt, nhớ nhắc các bạn của con á, là đừng nên xả rác bừa bãi nơi công cộng hay là bất kỳ nơi nào nghe chưa. Dạ. Từ việc nhỏ hôm nay, anh cũng mong muốn sau này khi lớn lên, các em hãy luôn nhớ đến và luôn ghi khắc trong lòng điều này. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chính mình và của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh chuyện ở công viên của tác giả trần kim hằng đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt